Sáng ngày 26 tháng 5, trường mẫu giáo Hoa Hồng tổ chức lễ trao giấy chứng nhận cho trẻ hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, trường mẫu giáo Hoa Hồng có 7 lớp lá với 239 em học sinh. Trong năm học qua, dưới sự nỗ lực cố gắng của tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, sự ủng hộ của hội cha mẹ học sinh, nhà trường cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. 100% trẻ 5 tuổi đủ điều kiện bước vào lớp 1. Để đánh dấu bước trưởng thành của các cháu 5 tuổi khi các cháu sắp rời xa mái trường mẫu giáo, tại buổi lễ nhà trường trao giấy chứng nhận cho 239 trẻ hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi học tại trường.